Xin chào các bạn. Đây là một chiều mưa ở sân bay quốc tế Đà Nẵng. Và một chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng Singapore Airlines vừa hạ cánh, đang lăn vào bãi đỗ. Trong khi mình đang chờ để ghi hình pha cất cánh của chiếc Airbus A330-300 hãng Codenair. Thời điểm này, đây là loại máy bay thân rộng hiếm hoi hoạt động ở sân bay quốc tế Đà Nẵng khi mà mùa cao điểm du lịch đã đi qua. Chiếc máy bay đã được đẩy lùi xong và xe Follow Me đã sẵn sàng để dẫn nó ra đường băng cất cánh. Hai nhân viên mặt đất của sân bay Đà Nẵng đang đứng chờ để chuẩn bị chào tạm biệt chiếc Airbus A330. Đột nhiên mình nghe thấy có tiếng động cơ máy bay ngày càng lớn dần, mặc dù trên sân bay hiện tại không có chiếc nào đang cất cánh cả. Bây giờ nó đã lớn thành tiếng gầm. Và một chiếc máy bay như vừa chui ra khỏi màn mây dày đặc. Là một chiếc Airbus A321 của Vietnam Airlines. Như vậy chiếc máy bay này vừa go down. Có lẽ vì cơn mưa làm cho tầm nhìn xuống thấp nên phi công đã quyết định go down và thực hiện lại pha tiếp cận đường băng. Đây là lúc chiếc A321 vừa go down thực hiện lại pha cánh. Lúc này thì tầm nhìn ở sân bay Đà Nẵng vẫn thấp, nhưng có lẽ sẽ đủ để chiếc máy bay này hạ cánh. Từ vị trí của mình tới đầu đường băng bên kia phải hơn 4 km. Vẫn nhìn thấy máy bay. Chiếc A321 vừa hạ cánh thành công xuống đường băng 35 phải sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên mình ghi hình được một pha go down do điều kiện thời tiết ở sân bay quốc tế Đà Nẵng. Tuy nhiên cũng có những trường hợp thời tiết tốt, đủ điều kiện hạ cánh, nhưng phi công vẫn chủ động thực hiện các pha go around. Đây là một trong các bài bay để huấn luyện phi công. Đó là nó xịt khói. Con này là con băng có độ nha. Đó là cái đây này.
lên chụp đi đó 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 chụp đi đó chụp đi hồi nãy là tắt anh go à. Theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.